con đường đồng hành với dân tộc, với chủ nghĩa xã hội qua phương châm đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, là phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ quốc Việt Nam, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đồng bào Phật tử Việt Nam. Kính thưa quý vị hòa thượng thượng tọa đại đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử, trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trúc Lâm Thiền Viện hôm nay vào dịp ngày mở đầu mùa Phật đản năm 2537 năm, chúng tôi xin thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng xin nhiệt liệt chúc mừng một công trình mới của Phật giáo Việt Nam được khởi đầu, chúc mừng một giáo phái thiền tông được khôi phục, để từ nay có điều kiện phát huy và truyền bá những tư tưởng cao đẹp cũng như điều kiện để tăng ni tu tập và đưa đạo Phật vào đời sống tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Xin chúc mừng trước niềm vui lớn của đồng bào Phật tử trong cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Đồng thời với niềm vui lớn hôm nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng cũng xin kêu gọi đồng bào Phật tử tỉnh nhà nói chung, đồng bào đến dự lễ hôm nay nói riêng, hãy hướng công đức của mình đoàn kết một lòng thực hiện những nhiệm vụ của người công dân và người Phật tử Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đưa nghị quyết của Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 3 đi vào hiện thực của cuộc sống, luôn luôn đề cao ý thức trách nhiệm mình là người Phật tử Việt Nam, cảnh giác với những việc làm nằm ngoài pháp luật của những người có cái tâm không trong sáng, không vì đạo pháp và dân tộc mà vì những ý đồ riêng tư, tìm cách làm cho nội bộ Phật giáo rạn nứt khối thống nhất, làm cho đồng bào Phật tử hoang mang không biết đâu là chánh đâu là tà. Đồng bào Phật tử chúng ta hãy tâm niệm như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã đề ra, việc gì làm cho đạo pháp là làm cho dân tộc, việc gì làm cho dân tộc là làm cho đạo pháp. Kính thưa quý vị, với truyền thống đoàn kết yêu nước của dân tộc Việt Nam, với truyền thống gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam, chúng tôi xin kính chúc quý vị hòa thượng thượng tọa đại đức Tăng Ni thay mặt quý vị, thay mặt cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương, ban trị sự Phật giáo tỉnh hội Lâm Đồng cùng đồng bào Phật tử tham dự buổi lễ trang trọng hôm nay, một mùa Phật đản kinh tấn đạo hạnh rực rỡ ánh sáng từ bi, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi chưa được dạy Phật quý hóa đế Thích Thiện Hào, Phó trị sự Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội chúng mình xin cung thỉnh Hòa thượng Thích Tự Mãn, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, xin cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Từ, viện chủ Thiền viện Trúc Lâm, xin cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Châu, viện trưởng viện nghiên cứu Phật học, tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin cung thỉnh Hòa thượng Thích Hiển Pháp, phó tổng thư ký chánh văn phòng 2, xin cung thỉnh thượng tọa Thích Giác Toàn, ủy viên kiểm soát Hội đồng trị sự Trung ương, xin cung thỉnh chư lược vị ban hỷ về trước lễ đài để thiết lễ kỳ nguyện cho ngày lễ được thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật.
để tập chuyên đá. Tiến về tâm đến của đạo tràng, chúng con xin thành tâm cung kính Hòa Thượng Thích Thiện Hào, Phó Trị sự Hội đồng Trị sự Trung ương. Đặc chuyên đá, chúng con xin cung kính Hòa Thượng Thích Từ Mãn, Trị sự trưởng giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Đặc chuyên đá, chúng con xin cung kính giữa các cấp. Chúng tôi xin trân trọng mời ông Nguyễn Định, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đặt một viên đá. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Độ, Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Lâm Đồng đặt một viên đá, chỉ là trước sau năm viên đá được hậu tụ đầy đủ. Chúng tôi thiền các cấp chính quyền đặt vào để xây dựng từ toàn thể chúng ta cũng như tất cả các Phật tử chúng ta hoan nghỉ hướng về tâm lý của đạo tràng để niệm cho những bốn chữ cầu nguyện cho lễ đặt viên đá này. Trở vào phương trường nghỉ ngơi để cùng ban tổ chức chúng con
chính quyền, quý vị khách quý, xin mời toàn thể quý vị vào khách đường để cùng với ban tổ chức chúng tôi dùng một bữa cơm đạm bạc với thiền viện Trúc Lâm. Riêng về phía Phật tử, chúng tôi xin quý vị liên hệ với quý vị Tiết Tăng và quý vị có trách nhiệm để quý vị được dự hưởng một phần ăn trưa vào trưa hôm nay tại thiền viện Trúc Lâm. Và giờ đây lễ đặt viên đá thiền viện Trúc Lâm đã được viên mãn kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị đại ban tổ chức, chúng con vô cùng hân hoan và phấn khởi được đón rước Chư Tôn Hòa Thượng, các cấp giáo hội từ trung ương suốt các địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Chư Tôn Hòa Thượng tự tọa đại đức từ các địa phương bạn về tham dự tổ chức cuộc lễ được thành tựu viên mãn, đồng thời tâm kính vô cùng hân hoan và đón tiếp quý vị khách quý, quý vị đại diện chính quyền các cấp, sự hiện diện của quý vị đại diện các cấp chính quyền chứng tỏ một gặp mối vô cùng giá trị, một sự san bằng hối thẩm tương lai bằng dự kiến sự phá lấp những cái thành kiến sai lầm và đem đạo vào đầu, đem đời vào đạo, một ý nghĩa của dân tộc và đạo pháp của dân tộc được trang hòa tới đây. Giờ đây cuộc lễ được kết thúc, chúng tôi thành tâm cung kính quý vị và nghĩ đứng lên để chúng ta hầu hương công đức. Tuyền Lâm, những viên đá đầu tiên để xây cất thiền viện Trúc Lâm đang được kết thành nền mỏng do bàn tay của vị hòa thượng sáng lập, được sự hưởng ứng của các bậc chư tôn giáo phạm, hòa thượng trong hội đồng trị sự trung ương và địa phương. Cổ kèo rú mè, mái nóc công công của thiền viện tuy còn đang đục bào cưa ráp, song những bàn tay tự nguyện đang nối công tiếp sức dựng lên trong nay mai. Với sự quan tâm và trợ giúp của chính quyền tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt, du khách từ nay tới lui thỏa thích. Những khu rừng thông của thiền viện từ nay là những khu rừng hứa hẹn có nhiều hoa thơm cỏ lạ bên dòng suối lành trong mát, mà dòng thiền Trúc Lâm sẽ công dung tưới trên vùng đất được mang danh là thành phố của niềm vui. Tri ân